Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Sun Pleiku. Ngày hôm nay thì là ngày chủ nhật, là một ngày nghỉ sau những ngày làm việc mệt mỏi. Thì ngày hôm nay cũng là một ngày thư giãn bên bờ suối Yên Đình của làng của Sun luôn, tại làng Ốp. Và hôm nay thì đặc biệt có những nghệ nhân đánh đàn tơ rừng sẽ cùng biểu diễn cho chúng ta một tiết mục. Bây giờ các bạn cùng lắng nghe xem tiết mục đó như thế nào nhé các bạn. Ya lum
cầm lại có mơ mãi mơ yên lòng là có xa tỏ sang hè về yên thang là bị về mơ em à la mơ la em à dỡ mơ em à la mơ la la mo la ping la lai o mo al mo ko la ping la pi sa ping la tam ra bai up ko na ko up ho pa la mo ko nei do nei ra ko gre nei na la te ra la ha tin ga ra nei mo mất mơ ơi tận là rơ bất mơ có biết lặng đá rơ mơ sục là tăng có bi sục ô nơ tục đôn chặt mơ cầu là hãy là mơ cầu này là rằm bài tăng có này em al mơ cầu là em al mơ cầu nơ tam co nay no bo co tang do la bi le co tang do o do co tang na mo ei bo co tang ta peng bong ve co tang bong co tang ve wa eng ala mo la eng ala mo u nil mo vil vang la ko chak mo thong nong la ta la pa ya nong mo sio eng la ba ko nei eng ala mo la ko teng la to ta mo u mo nei na ko teng la to ta mo u ko mi la ko bo mo tang sa la ai ai vơ cơ mà là cơ bố mò ơi tăng xa là tội ra vi tòa ta mò ơi ra vi hàng cơ mò ơi em à la mò ơi hạp là ao về nông bà con về mò em à la mò ơi mà có nơi nơ bùng ra tăng à la mò ơi lan băng tăng tổ là bùng rung về có chắc là mò thôn nơi nơ anh lại là la mò cầu là à la mò cầu là à la ô mò à la mò là tiếng a la mo la mẹ tuệ có nhỏ yo cho em mẹ có nhỏ yo cho nè mi ma ta po bê lê về nè có tăng a mo la tăng có chắc hớp a mo ta ta la hớp lại ấp có nè mà có nè và nếu các bạn thấy video của Xuân hay và ý nghĩa thì hãy cho Xuân một nút like, một nút đăng ký kênh và một nút chia sẻ để Xuân có động lực làm video tiếp theo các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.